Hai xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh YouTube của Hữu Thọ Channel nghe quý vị. Trong bản tin thì buổi sáng ngày hôm nay thì em cũng muốn lên chia sẻ cho quý vị thì một số thông tin thì nó cũng liên quan tới cô show Nguyễn Phương Hằng. Thì quý vị biết đó, cái thông tin mà những cái nhà báo như nhà báo Hằng Ni đó quý vị, từng là nhà báo đó, hoặc là YouTuber bây giờ, những YouTuber bây giờ đó quý vị, có lên thì đăng những cái thông tin thì cũng liên quan tới cô show Nguyễn Phương Hằng rất là nhiều. Nói là cô thì còn thiếu nợ, nói chung thì phe Kim Cương, hoặc là thiếu nợ, là nói chung làm từ thiện mà đi vay tiền vay mượn gì đó quý vị, hoặc là mở quỹ hoàn hữu mổ tim đó quý vị, mà đi mượn tiền đó. Thì quý vị cũng biết đó, thì cô show Nguyễn Phương Hằng thì người ta mượn tiền, đúng thiệt là người ta có thể mượn tiền đi, người ta có thể vay tiền đó, thì người ta thì cũng vay tiền mượn tiền thì cũng giúp đỡ cho người dân nghèo thôi quý vị đó. Thì người ta cũng giúp đỡ cho ai thì người dân nghèo đó, giúp đỡ cho bà con nghèo đó, thì quý vị biết đi đó. Thì cũng lên nói là những cái bọn đó lên soi mói chuyện đời tư của cô show Nguyễn Phương Hằng, nói hồi xưa là ở thuê ở mướn đó, hoặc là làm các kiểu gì đó quý vị, nó rất là nhiều, hoặc là nói có từng yêu đương quan hệ với ai, có chuyện đời tư của người ta mà quý vị, nó đâu liên quan gì tới cái câu chuyện này đâu vậy. Thì cũng đi lên đó soi mói, nói hết cái chuyện này á, thì bắt đầu thì lại nói cái câu chuyện khác, quý vị thấy không. Thì từ lúc mà cô bị tạm giam tới bây giờ đó thì có rất là nhiều thông tin đó, thì cũng là từ những cái bọn lương đưa ra thôi quý vị đó, chứ không có ai mà tự nhiên đi rảnh rỗi như cái bọn này hết trơn á, đi soi những cái chuyện đời tư đó. Thật chắc quý vị biết đó, thì cô thì cho dù có nghèo khổ hồi đó, có nghèo khổ thiệt đó, thì người ta từ cái nghèo khổ người ta mới đi lên cái sang giàu quý vị à. Đó thì người ta biết cái cảnh cái cảnh mà nghèo khổ cơ cực như thế nào đó, thì người ta mới giúp đỡ cho những người dân nghèo đó, người ta mới có một chút ít tiền đó, người ta giúp đỡ cho những người dân nghèo, ủng hộ những người dân nghèo đó, bà con nghèo đó, thương yêu bà con đó, tới mức độ đó thì thôi còn gì nữa quý vị. Nói cho dù người ta có bỏ tiền ra người ta dây hoặc là người ta dây mượn ở đâu đó, thì cũng là chuyện của người ta, người ta dây mượn giúp đỡ cho những người dân thì người ta cũng trả lại cho những người dân thôi, đúng không quý vị? Đó, chứ đâu có ai mà dây mượn người ta đâu có giật luôn đâu. Đó, người ta cũng đi trả lại bình thường. Đó, rồi những cái người này, những cái người mà đi lên soi mói hoặc là nói về cô show Nguyễn Phương Hằng như vậy đó, đó thì có từng mà giúp đỡ cho ai được ngàn nào không? Đó, hoặc là có từng cắt cho ai được cái nhà nào không? Đó, rồi có từng mà mở được cái quỹ từ thiện nào không? Đó, chừng nào mà có giúp đỡ được cho người ta, giống như người ta đi, đi lên soi mói người ta. Đó, người ta làm cái gì á thì cái đó là chuyện của người ta đó, người ta làm từ cái tâm đó, cô làm từ cái tâm đó, đâu có làm bằng cái lợi ích đâu. Nó giúp đỡ đó, phải như mình á, mình có thể giúp đỡ được cho những người dân á hơn cô á đó, thì mình lên mình nói đó, mình đi soi người ta được. Trong khi đó mình chỉ biết là ngồi soi mói những cái chuyện này, câu view câu like đó, được lợi ích gì cho xã hội quý vị, để cho người ta ghét thêm thôi đó. Người ta phải là cũng như thấy thì bây giờ thì cô show Nguyễn Phương Hằng thì đang bị bắt lợi đó, thì không có được, nói chung thì không có được ra ngoài, thì bây giờ thì vẫn còn tạm giam. Thì nói lên là chủ yếu thì lên trên mạng thì đăng những cái thông tin đó, chủ yếu là công kích mạng xã hội thôi quý vị à đó, hoặc là bôi xấu cái danh dự đó. Thì từ lúc mà cô vô thì ở trong đó thì rất là nhiều điều, hoặc là những nhiều bọn lương đó lên làm những cái việc đó đó. Thì sao mà lúc cô ở ngoài thì không thấy những cái bọn đó lên nói là tiếng nào đi đó, không lên soi mói gì đi đó, không lên nói thẳng đi đi, đúng không quý vị đó. Thấy người ta bây giờ thì bắt lợi thì có rất là nhiều điều, muốn nói cái gì thì nói, muốn lên nói làm cái gì thì làm đó. Thì quý vị biết đó, thì nói chung thì cũng có quả báo thôi quý vị ơi. Thì lên thì vu khống cho người khác hoặc là xuyên tạc cho người khác nhiều quá đi đó, rồi chừng nữa thì cơ quan chức năng thì người ta cũng sẽ mời tới mình thôi đó. Làm gì làm cái gì đó, người ta giúp đỡ cho đời chưa thấy gì nữa, chưa ăn thua nữa đó, người ta giúp đỡ mà quý vị thấy không. Từ lúc mà cái drama này xảy ra, nếu như không có cô show Nguyễn Phương Hằng đi, thì quý vị thử suy nghĩ đi đó, những cái cục diện nó sẽ như thế nào đó, những cái bọn rừng sĩ nó sẽ như thế nào đó, hoặc là những cái bọn nhà báo mà dơ nó sẽ ra sao, thì thấy không. Đó, mình mọi người dân người ta rất là tin tưởng, rất là thích đọc báo
rất là thích nghe báo, thật là thích nghe những cái bọn rừng sĩ hết đó. Mỗi lần cái show nào á của những cái bọn rừng sĩ á, thì người dân người ta rất là phái, rất là thích đi đi xem đó, rất là ủng hộ. Thì từ lúc mà cô xuất hiện trong cái drama đó thì quý vị thấy cũng thấy đó, mới lôi ra thật cái bộ mặt thật của rất là nhiều người đó. Cái câu chuyện đằng sau nó rất là dài, cái drama này nó xảy ra thì cũng gần một năm, hơn một năm rồi quý vị ạ. Đó, nhưng mà nó vẫn chưa có kết thúc được đó. Thì nói chung á thì rất là buồn đó. Một người á thì chuyên đi giúp đỡ cho những người dân nghèo á, hoặc là lôi những cái bọn rừng sĩ ra ánh sáng á, lôi những cái bọn mà dơ á, ra ánh sáng đó, bọn rừng sĩ ra ánh sáng đó, để cho người dân biết được những cái bộ mặt thật đó. Thì cô lại là người phải chịu tội, nó phải là người đi tạm giam, bị tạm giam như vậy đó. Thì nói chung á thì những sự việc đó thì ai cũng rất là bức xúc, không phải là bức xúc người ta buồn thay cho cô đó. Tại sao là người ta không phải suy nghĩ có một người cũng trách, rất là đáng trách, nói tại sao mà bà giàu như vậy rồi đó, rồi bà còn phải đi làm những cái chuyện đó làm gì nữa đó, bà làm những cái chuyện đó làm chi đó, để bây giờ bà bị phải bắt tạm giam, phải như bà không làm những cái chuyện đó. Quý vị nghĩ đi, nếu như mà cô Sô Nguyễn Phương Hằng người ta không làm những cái chuyện đó thì người ta tiền tài người ta xài sao mà hết, đúng không quý vị? Người ta xài có ba đời chưa hết nữa, nó không giúp đỡ, thí dụ người ta không giúp đỡ những người dân đây, không mở những cái này hoặc là không giúp đỡ những cái kia đó. Như cái Đại Nam người ta bán vé, người ta cho người chơi lên tới lui thôi, tiền người ta xài cũng không hết quý vị đó. Người ta vì ai? Thì cũng là vì những cái người dân nghèo đó, giúp đỡ những người dân nghèo, thương người dân nghèo đó. Thì trong khi đó thì những cái người nào mà không giúp được cho cô á, hoặc là không giúp được gì cho xã hội á, thì người ta hãy câm cái miệng lại đi đó, lên đi nói gì làm gì đó. Biết đâu trong những số mà người mà cô từng giúp đó, biết đâu thì có liên quan tới bà con dòng họ mình rồi sao đó. Lúc đó thì mình mất công mình nhục mặt thôi quý vị đó. Nó không giúp được gì cho người ta thì còn đi lên mỉa mai hoặc là phê bình được cái gì để phê bình, nói người ta không có tiền, nói người ta nổ, hoặc là nói người ta đi mượn, đi dây mượn tiền chỗ này, đi cầm cố cái kia. Nói cho dù người ta có làm cái gì đó thì người ta cũng là vì cái số tiền, lấy cái số tiền nó để giúp đỡ cho người dân. Lúc mà quý vị biết đó, cô Sô Nguyễn Phương Hằng đâu phải là làm gì cái đó, cái tên tuổi đâu. Nói chung là người ta làm từ tâm, từ vài năm trước hoặc là cả chục năm trước là người ta đã làm từ thiện rồi quý vị à. Là người ta bắt đầu người ta giàu có, là người ta đã giúp đỡ người rồi. Người ta đâu có phải là vì cái hình ảnh đâu, đâu phải là muốn đánh bóng tên tuổi đâu quý vị. Đó, có những người thì lại không biết lời nói là bà Hằng này, bà lợi dụng cái drama này, bà đánh bóng tên tuổi bà, bà làm cho bà nổi trội lên. Ủa, người ta làm như vậy làm cái gì quý vị? Người ta đã nổi sẵn rồi, người ta tiền của người ta đã có sẵn rồi, người ta đâu cần vấn đề đó đâu quý vị. Đã không biết thì hãy im đi. Đó, thì đi lên đó thì mỉa mai cái này hoặc là mỉa mai cái kia làm chi. Đó, thì sau này thì nói chung thì sau này nhờ cái drama này á, thì có rất là nhiều người mới biết tới cô Sô Ô Nguyễn Phương Hằng thôi. Người ta thấy một cái bà này xong mà bà nhỏ người nhỏ con thấp bé quá, mà bà lên bà nói quá nôi đó, bà nói những cái điều mà đúng không mà quý vị. Bà nói thiệt, bà nói nhiều thiệt, bà chửi nhiều thiệt, nhưng mà bà chửi đúng không mà, bà đâu có khi nào bà chửi sai đâu quý vị. Đó, nên người dân người ta rất là ủng hộ, rất là đồng lòng quý vị đó. Bởi vì quý vị thấy không, đi đâu á người ta cũng thương mến, hoặc là có sự kiện gì á người dân người ta kéo lại hỏi làm chi, chủ yếu là để gặp mặt cô Sô Nguyễn Phương Hằng, coi hình ảnh cô, hình bóng cô như thế nào thôi. Cái đó là sự việc rõ ràng, quý vị rất là nhiều người chứng kiến, chứ không phải là riêng mình em lên nói gì á. Thì quý vị nói như em bịa chuyện ra, em có từng chứng kiến hay không, thì quý vị biết đó, em thì cũng đã từng gặp cô rất là nhiều lần rồi. Thấy người dân rất là thân thiện, những cái ôm hoặc là những cái chụp hình đó, hoặc là những cái phát qua với nhau rất là thân thiện đó. Người ta đâu có kỳ thị những người nghèo đâu quý vị đó, người ta rất là thích những người nghèo, rất là ủng hộ đó. Thì những fan hoặc là những người thích lại chụp hình với cô đó, người ta gắn gắn nở nụ cười tươi cười để chụp hình đó. Trong khi những cái người khác thì lại đi soi mói những cái bọn YouTube dơ đó, thì không biết gì thì lên soi mói những chuyện đời tư, hoặc là soi mói những cái thông tin nào đó, mà bắt lợi cho cô thì rất là nhiều trong thời điểm này đó. Thì nói chung đó, thì những thông tin đó, thì em cũng muốn lên chia sẻ cho quý vị thì một số thông tin thôi, tại vì không gài thì em cũng hơi bị bệnh quý vị ấy. Nói chung cũng lên chia sẻ cho quý vị một ít thông tin thôi. Thì quý vị thì có xem kênh đó, thì cũng nhớ đăng ký kênh của em. Kênh của em là kênh Hữu Thọ Channel nha quý vị. Nói chung kênh của em nó mắc đề xuất rất là nhiều, nên em làm clip thì rất là ít anh chị biết tới em. Thì quý vị thì có thương em thì cũng nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh của em.
để kênh em nó phát triển hơn nha quý vị, để em còn động lực em làm những cái video hay hơn cho quý vị xem. Thì thôi giờ em cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo ạ. Em xin chào, bye bye quý vị, chào.